Ví dụ như bên ngoài các chị muốn sở hữu một ngôi nhà đi, bên ngoài mình muốn sở hữu một ngôi nhà, vậy thì á, cái ngôi nhà đó nó cần phải có ở bên trong tâm trí của mình trước. Các chị nên nhớ rằng là mọi sự vật sự việc sẽ diễn ra hai lần, lần thứ nhất là ở bên trong đầu của mình và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. À, trong cuốn sách Luật Hấp Dẫn á, nó bảo như này nè các chị, đó là ở trong cái cuộc sống của chúng ta thì có một cái gọi là một cái định luật bảo toàn năng lượng, có nghĩa là không có gì tự sinh ra cũng không có gì tự mất đi, mà sau nó sẽ liên tục được tiếp nối, liên tục được chuyển hóa. Vậy thì những cái suy nghĩ của mình các anh chị, khi mà các anh chị cho đi ra ngoài vũ trụ nó cũng không có mất đi các anh chị, mà những cái suy nghĩ của các anh chị khi mình cho ra ngoài vũ trụ thì nó sẽ được chuyển hóa, đúng không ạ, ra ngoài cuộc sống thực tại của chúng ta. Nên là đầu tiên là vì sao mình phải làm những cái bước mà Diễm hướng dẫn đó, đó là để mà các anh chị có thể cài đặt được cái bức tranh vào bên trong cái tâm trí của mình. Và mỗi ngày tại sao mình còn phải hình dung tưởng tượng và sống như thế này đã được rồi, đó là mỗi ngày mình đang cho đi những cái suy nghĩ đó ra ngoài vũ trụ, đã cho đi một cách rất là kỷ luật, đã rất là nhất quán và cực kỳ đều đặn. À, và những cái gì mà các anh chị cho đi ra ngoài vũ trụ đúng không ạ, thì những cái điều đó nó sẽ được tiếp nối thành những cái sự kiện, những cái hoàn cảnh và những cái kết quả đến với cuộc đời của mình. Có bao nhiêu số các anh chị rõ cái điều này, chia sẻ các anh chị comment tối giúp Diễm ạ. Vậy thì á, từ đây về sau, bất kỳ các anh chị đặt ra cho mình một cái mục tiêu nào ha, bất kỳ mục tiêu nào cũng được, việc của các anh chị đó là mình phải hiểu rằng là để mà mình có được những cái điều này ở phía bên ngoài thì mình cần phải xây dựng cho mình ở ở cái thế giới bên trong trước. Bằng cách đó là các anh chị sẽ hình dung tưởng tượng và sống như thể mình đã đạt được cái kết quả mà các anh chị mong muốn rồi. Đó, và mỗi ngày mình phải ý thức được cái việc đó, mình phải nâng cao cái tư duy bên trong của mình lên, mình phát triển bản thân của mình lên, cộng với lại cái giá trị mình trao đi cộng đồng, mình phải cần phải cống hiến, đúng không ạ, trao giá trị cộng đồng nhiều hơn nha các anh chị nha. Đó là quy luật thứ nhất. Quy luật thứ hai trong 6 luật vũ trụ đó là quy luật tập trung. Quy luật tập trung thì cái định nghĩa của nó đó là khi mà mình tập trung vào điều gì thì điều đó nó sẽ mở rộng. Tập trung cái gì cái đó mở rộng. Thì ví dụ anh chị, ví dụ nha, chẳng hạn như là mỗi buổi sáng đúng không ạ, vậy với các anh chị trước khi ra đường mình đặt cho mình một cái mục tiêu, mục tiêu là trong ngày hôm nay mình sẽ đếm xem là trong ngày hôm nay khi ra đường mình sẽ gặp được bao nhiêu chiếc xe Mercedes, đúng không ạ, và có bao nhiêu trong số các anh chị nếu như buổi sáng mình đặt ra mục tiêu này thì sau kết thúc một ngày mình sẽ đếm được chính xác là mình sẽ gặp được bao nhiêu chiếc xe Mercedes. Anh chị nào đếm được các anh chị comment tôi giúp Diễm ạ. Vậy thì kết thúc một ngày, Diễm hỏi các anh chị nè, ngày hôm nay các anh chị gặp được bao nhiêu chiếc xe Audi thì các anh chị có biết không ạ? Không biết thì mình đang tập trung mình kiếm chiếc Mercedes mà giờ hỏi Audi sao biết. À, mặc dù sao ạ, trong ngày hôm đó Diễm bảo đảm với các anh chị có rất nhiều chiếc Audi chạy ngang qua người mình, chạy ngang qua cuộc đời của mình, nhưng mà bởi vì mình không có tìm kiếm, mình không có tập trung nên mình không có nhìn thấy, đúng không ạ? Dạ, vậy thì nó cũng giống như vậy đó các anh chị. À, trong cuộc sống của các anh chị mỗi ngày có rất là nhiều những cái cơ hội, những cái nguồn lực để giúp cho mình có thể có cuộc sống thành công và giàu có, nhưng mà bởi vì mình đang tập trung tìm kiếm cái điều gì mình chỉ thấy cái điều đó thôi. Nào, nếu như mỗi ngày mình mở mắt ra mà mình chỉ bảo rằng là sao ạ, rồi ôi hôm nay lại gặp điều này, lại gặp cái kia, hôm nay lại không đủ tiền đúng không ạ, hôm nay tiền bạc các thứ, con cái các thứ, gia đình các thứ, mà mình chỉ tập trung vào những điều mình không có thôi, rồi mình than phiền, mình không vui, không có hạnh phúc. Mà nếu như mình tập trung vào những cái vấn đề thì các anh chị sẽ toàn thấy những cái vấn đề thôi, và mình sẽ toàn thu hút những cái vấn đề thôi. Chỉ khi mà các anh chị tập trung vào cái điều mà các anh chị mong muốn thì mình mới đạt được những cái kết quả mà các anh chị mong muốn. Đây là quy luật tập trung của vũ trụ. Cái gì mà các anh chị tập trung thì cái đó mình sẽ thu hút về. Vậy thì á, để mà năm 2024 này các anh chị có thể đạt những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra, thì chúng ta cần phải thay đổi cho mình cái thói quen là thay vì là như mọi năm mình hay tập trung vào trời ơi không biết năm nay thị trường kinh tế làm sao đúng không ạ, các thứ đó ạ, thì các anh chị phải chuyển đổi sự tập trung của mình vào cái việc mục tiêu của mình, tập trung vào kết quả thôi.
Khi mà các anh chị tập trung vào kết quả thì các anh chị sẽ thu hút được mà những cái kết quả mà các anh chị mong muốn đến với cuộc đời của mình. Hồi Diễm kể các anh chị nghe cái chuyện này rất là vui. Nên là lúc đó Diễm nhớ Diễm đang đi làm. Mình đang đi làm các anh chị. Mà cái trên cái đoạn đường đó là Diễm đi 2 năm trời rồi. Mà mình đi làm cứ mình chỉ biết từ nhà mình tới công ty mình đi làm thôi, mình chả để ý xem những cái hàng quán ở trên cái đường nó bán cái gì đâu. Một hôm tự dưng hôm đó xe của Diễm là chạy không có được, cái đang đứng giữa đường. Lúc đó mình mới suy nghĩ là ô, mình muốn kiếm một cái tiệm tiệm xe tiệm sửa xe. Cái lúc đó mình chả biết luôn đó, ô, mình chạy đường này hai ba năm trời chả để ý cái gì. Nhiều cái lúc đó mình mới bắt đầu tập trung tìm kiếm. Khi mà Diễm bắt đầu tập trung tìm kiếm thì một cái điều mà làm cho Diễm rất là bất ngờ cái gì, và khiến cho mình có được những cái bài học rất là sâu sắc. Đó là khi mình tập trung tìm kiếm á, thì mình mới bắt đầu nhìn và mình thấy rằng là ôi sao cái đoạn đường này nó có nhiều tiệm bán, bạn gọi là sửa xe thế nhỉ, mà tại sao mình đi ở đây 2 năm nay rồi mình không để ý, không thấy mất. Có bao giờ anh chị nào mình đã từng trải nghiệm ở điều này không ạ? Có nghĩa là cứ chạy qua chạy lại khu đó không biết bao nhiêu lần nhưng mình không biết, cho đến khi mình tập trung tìm kiếm thì mình mới thấy. Lúc đó một cái bài học mình đã giác ngộ ra, mình đã giác ngộ ra cái gì, đó là sự thật là những cái điều mà mình mong muốn nó đã nằm xung quanh mình hết rồi, nhưng mà chỉ khi mình tập trung mình tìm kiếm nó đúng không ạ, thì mình sẽ có nó nằm xung quanh hết, nhưng mà quan trọng là mình phải có sự tập trung để mình thu hút nó về. Bây giờ các anh chị rõ điều này, comment tôi ý kiến ạ, điều này rất là quan trọng. Cái bộ não của mình nó có khả năng là nó bóp méo sự vật sự việc nữa. Chẳng hạn như các anh chị thấy là nếu mà các anh chị tối ngày cứ tập trung vào vấn đề thì đôi khi những cái điều tốt đẹp nó xảy đến là mình vẫn không thấy đó là điều tốt đẹp đâu các anh chị. Mình bóp méo cả sự vật sự việc luôn. Chẳng hạn ví dụ như anh chị nào mà ở đây mà hay bảo rằng là hay sợ ma rồi đó, không, cái mỗi lần thấy cái gì mà sẹt 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 ngang qua cái là bắt đầu là tự tưởng tượng đúng không ạ? Rồi cái bộ não mình rất là hay đó, khi mà các anh chị tập trung cái gì là nó bóp méo mọi thứ luôn, để cho các anh chị đúng với lại cái niềm tin của mình nha các anh chị nha. Nên à, đây là cái bí kíp nè Diễm chỉ cho các anh chị hôm nay, anh chị nào may mắn có mặt trong buổi Zoom này nha, trong năm 2024 đó, mà đây là bí kíp giúp cho các anh chị đạt rất nhanh mục tiêu của mình. Các anh chị đã có mục tiêu đúng không ạ, các anh chị đã quy đổi thành hình ảnh đó, mà mình dán ở khắp tất cả mọi nơi của mình, là mình sẽ quy đổi ra thành hình ảnh nha, mục tiêu. Sau đó các anh chị làm thành một bản tầm nhìn, quy đổi ra hình ảnh. Và mỗi ngày khi mà các anh chị làm việc đúng không ạ, hay làm một cái hành động nào đó, thì các anh chị hãy luôn nhớ giúp Diễm bà, chúng ta sẽ luôn luôn tập trung vào kết quả mà các anh chị mong muốn thôi, tập trung vào kết quả thôi. Mình chả biết rằng là mình đang gặp chưa thuận lợi chỗ nào hay đang sao đâu. Việc của các anh chị đó là luôn luôn mình nói với lại cái tiềm thức của mình đúng không ạ, đó là các anh chị sẽ đạt được kết quả mình mong muốn, không biết bằng cách nào, mình chỉ biết rằng là mình phải đạt được kết quả mình mong muốn, và chỉ duy nhất một con đường thôi. Cái gì tập trung có đó mở rộng nữa các anh chị, khi mà các anh chị tập trung kết quả thì các anh chị sẽ có kết quả, còn mà các anh chị đi tập trung đi tìm kiếm cách á, thì có được nhiều cách lắm nhưng mà mình sẽ không đạt được kết quả. Thêm một cái ví dụ để các anh chị hiểu được cái điều này, Diễm nhớ là lúc đó Diễm đang ngồi chơi, cái mình có một cái người bạn tới, lúc đó Diễm còn đang ngồi làm ở văn phòng á, cái có người bạn tới hỏi bạn ơi Diễm ơi hỏi sao Diễm cho mình mượn cây kim đi. Xong Diễm mới bảo rằng là tớ không có kim, tớ không có cây kim nào ở đây hết á. Cây kim á các anh chị không biết là các anh chị gọi là cái gì nha, cây kim mà may đồ đó. Sau đó mà mình thấy bạn mình cứ đi lui cui hết cả 1 2 tiếng đồng hồ, cứ đi kiếm cái gì á. Xong cái Diễm mới hỏi ủa chứ bạn kiếm gì vậy, bạn làm gì vậy? Nói kiếm kim hả, kiếm kim làm gì? Tớ bị một cái dầm, tớ có một cái dầm nó xước vào tay, tớ muốn lấy ra, tớ dùng kim để tớ lấy ra. Rồi, sau đó Diễm mới bảo rằng như này, giờ tớ không có kim nhưng mà tớ có một cái công cụ để giúp cho bạn có thể lấy được cái dầm ra, đó là cây nhíp. Cây nhíp cái gì? Là tại sao lúc đầu bạn tới bạn không nói rằng là kết quả bạn mong muốn là lấy cái dầm ra đi, là tớ đã giúp cho bạn rồi. Là tự dưng cái đi tìm cách làm gì, đi tìm cách mà cái cách của mình á, cái cách mà giới hạn của mình thôi. Và cuối cùng là tốn thời gian tốn công sức, mai mốt là muốn cái gì lại đây nói kết quả bạn muốn là cái gì.
Thì sao ạ? À? Sẽ đó, cái cách của mình đó nghe chị, nó chỉ là một hai cách mà mình biết thôi nghe chị ha. Nhưng mà ở ngoài kia khi mà các anh chị giống như đặt hàng vũ trụ cũng vậy, các anh chị đừng có ép vũ trụ là phải làm cách này cách này, cần phải suy nghĩ cách làm sao đủ mà để mà mình đạt được cái điều này. Đừng suy nghĩ cách, việc của các anh chị là tập trung vào kết quả thôi. Hãy nói cho vũ trụ biết rằng là đây là kết quả tôi muốn nè, còn cái con đường nào, cái công cụ nào, các thứ thì dần dần mà nó sẽ xuất hiện và giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu.